Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một tuần mới thật vui vẻ, may mắn và tràn đầy năng lượng ha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới. Hôm nay em sẽ review một lô 5m thuộc khu Y Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua đất đầu tư hoặc là muốn mua đất xây phòng trọ thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Vị trí sát với bên dãy trọ này nha cả nhà nha. Diện tích là ngang 5, bắt đầu từ mép nhà trọ bên này sang vị trí cái tay em chị là ngang 5, dài 30, tổng 150m², thổ cư 100% sổ sẵn nha cả nhà. Lô này hướng nam rất là mát mẻ. Lô này được vị trí lợi thế là ở bên cạnh người ta đã xây trọ sẵn, có một lối đi chung rồi. Mình mà xây trọ thì úp lại với nhau thì có hai lối đi chung rất là rộng rãi luôn. Đó, cả nhà cũng thấy là khu này là sát với khu công nghiệp nha cả nhà. Thì tí nữa em sẽ quay cho cả nhà xem và hình dung ha. Trục đường này chúng ta sẽ chạy thẳng ra đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn nha. Đi khoảng tầm 500m là tới đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, là tuyến đường huyết mạch nối liền giữa Sài Gòn đi về Bình Phước ha. Xung quanh đây thì đa số là xây phòng trọ là nhiều, bởi vì nó liền kề với khu công nghiệp nên là rất là thuận lợi để cho thuận tiện để cho tất cả những anh chị em công nhân viên sinh sống và làm việc ở khu vực này. Hướng này chúng ta chạy thẳng lại khu công nghiệp thì tầm 200m thôi, thì tí nữa em sẽ quay cho cả nhà xem để chúng ta nhìn lại lô đất này thêm một lần nữa ha. Là vị trí bắt đầu từ mép nhà sang với mép nhà bên này là đang vị trí với tay em chị là ngang 5, dài 30, dài bằng cái dãy phòng trọ này nha cả nhà. Là tổng 150m², thổ cư 100% sổ sẵn, hướng nam. Thì bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích để xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung ha. Và bắt đầu từ vị trí của lô đất ha. Đường này là đường chính là đường NI19 ạ. Đường NI19 này thì chạy thẳng thông ra là gặp với đường DI1 nha, DI3 nha cả nhà. Đó, ở vị trí này thì người ta xây phòng trọ và kiosk rất là nhiều, bởi vì nó liền kề với khu công nghiệp. Đó, và trục đường này á, chúng ta chạy thẳng ra là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn ạ. Phía đằng trước chúng ta những cái xe đang chạy phía đằng trước, đó chính là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn nha cả nhà. Đó, chạy thì khoảng tầm 500m là tới đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn rồi. Đó. Và hướng quay người trở lại là khu công nghiệp. Khu công nghiệp thì sát bên tầm đi tầm 200m là khu công nghiệp rồi. Dân cư ở đây cũng ở khá là đông đúc rồi nha cả nhà. Đó, phía đằng trước là khu công nghiệp rồi. Nên là rất là thuận tiện để cho chúng ta mua ở cũng được mà đầu tư cũng được. Vì thế quý anh chị và các bạn quan tâm thì cả nhà hãy liên hệ theo số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Rồi em xin kết thúc.